Xin chào anh em đã trở lại với TNC Channel. Như vậy là năm dương lịch 2017 của chúng ta đã kết thúc rồi. Và có lẽ là cũng đã đến lúc hợp lý để chúng ta cùng nhau điểm lại những sự kiện cũng như là biến động của thị trường PC, laptop và các thể loại linh kiện máy tính nói chung trong một năm vừa qua. Và bây giờ thì các bạn hãy cùng mình đến với 10 biến động lớn nhất năm qua được sắp xếp theo thứ tự từ ảnh hưởng nhiều nhất tới anh em cho đến ít ảnh hưởng hơn, tức là ảnh hưởng đến cái bát cơm, đến cái ví tiền ấy. Nhưng mà nhìn chung thì tất cả chúng đều vô cùng nổi bật và có thể nói là toàn là biến căng cả. Đầu tiên thì đó là giá RAM tăng tới 350% chỉ trong vòng 1 năm. Vâng, anh em không nghe nhầm đâu, 350%. Năm vừa rồi tưởng chỉ có Bitcoin là tăng không có điểm dừng thôi, chứ hóa ra là cả RAM nó cũng thế. Đồ làm bây giờ thôi, thì vàng vùng các thứ nó còn lên còn xuống, chứ còn RAM năm qua thì mình thấy nó chỉ có lên thôi. Có khi là bây giờ anh em mình mua RAM tích đấy xong chờ đến cuối năm nên bán khéo để giàu to mà lại còn an toàn hơn cả video cái coi ấy. Ví dụ theo mình nhớ là hồi đầu năm mình có mua một thanh RAM DDR4 hết có 490.000. Thế mà đến mấy hôm trước ấy, muốn mua thêm một thanh nữa để up lên thành 8GB mà vẫn cái loại RAM đấy, vẫn cái dung lượng đấy mà đã lên đến 1.200.000. Hay điển hình nhất là nếu anh em nào còn nhớ cái video mình xây dựng chiếc Dreaming PC sử dụng 4 bộ kit RAM G-Skill Trident Z 16GB có giá là 4.300.000 một bộ. Vậy mà đến thời điểm này thì mức giá đó đã tăng lên thành 6.200.000 đồng. Mà theo mình nhớ thì trước đó nữa thì khoảng 1 tháng đổ lại thôi, bộ RAM đó có giá khoảng 3.900.000 mà thôi. Lý do nào đã khiến cho cái giá RAM lại có sự biến động khủng khiếp đến như thế? Thì mình từng làm việc trong cả lĩnh vực điện thoại di động nên cũng có biết đôi chút. Mặc dù linh kiện PC và điện thoại thì có vẻ là không liên quan đến nhau lắm, nhưng mà thực tế thì chip nhớ của chúng sử dụng cũng gần như nhau và cũng là mấy cái nhà sản xuất đấy cả. Và với sự tăng trưởng quá mạnh của điện thoại di động trong một năm vừa qua, nhất là ở những phân khúc tầm trung và giá rẻ, rồi thì các ông lớn di động trên thế giới như là Apple rồi thì Samsung liên tục gom hàng linh kiện để sản xuất hàng triệu chiếc smartphone, đã ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng chip nhớ và các nhà sản xuất chip nhớ đã trở tay không kịp. Và dĩ nhiên là dẫn đến cái việc khan hiếm linh kiện này và vô hình chung tạo ra sự tăng giá RAM không mong muốn như trên. Đến với biến động thứ hai đó là về SSD. Thật ra thì cái này cũng không nặng đô như cái vụ RAM lên giá, nhưng mà vì nó có liên quan một chút nên mình sẽ xếp nó thứ hai. Chứ nếu so với cái vụ AMD Ryzen thì chuyện SSD lên giá chỉ là mỗi thôi. Như mình đã nói thì năm qua không chỉ có RAM lên giá như Bitcoin mà cả SSD cũng tăng giá theo với biên độ lên tới 70%. Một mức tăng có thể nói là không kém phần long trọng. Lý do của sự tăng giá đứt phanh này thì cũng tương tự như là tăng giá RAM thôi. SSD nó cũng sử dụng chip nhớ đúng không? Cũng là chip nhớ thể rắn giống như là RAM. Trong khi các nhà sản xuất chip nhớ thì đang cuống cuồng chạy theo deadline đơn hàng cho mấy ông lớn di động, rồi thì lấy đâu cái mấy ông SSD rồi thì RAM nữa các thứ, thì cứ ngồi đấy mà trời đã. Sản lượng chip nhớ cho linh kiện PC nhỏ giọt khiến cho SSD cũng chính vì thế mà tạm thời lên giá theo. Anh em cứ nhìn điện thoại bây giờ ấy, nó toàn 128 với cả 256GB bộ nhớ trong, rồi lại còn đang đồn là sắp có cả iPhone X 512GB nữa cơ. Thế thì bây giờ tôi hỏi các ông nhé, ngày xưa điện thoại tàu cắm cái thẻ nhớ 4GB là đã có được cả nghìn bài MP3 rồi, mà bây giờ các ông chơi toàn mấy trăm GB thế thì dùng cái gì cho nó hết? Nói chung là hồi đầu năm build cái PC, mua con SSD 128GB loại rẻ thì hết có 850 mà thôi, mà bây giờ thì vẫn là cái con SSD đấy nó phải lên đến 1.400.000 rồi. Tiếp theo là một pha tăng giá nữa, nhưng mà lần này là của VGA. Cụ thể thì là những chiếc VGA đến từ Nvidia. Mới đây thì Nvidia đã đưa ra một thông báo khiến hàng bao nhiêu con tim của fan đội xanh lá phải chao đảo. Mọi người cứ tưởng tượng nhé, là cả năm tích lúa tưởng là cái giá càng màn hình nó sẽ giảm để đón chờ thế hệ tiếp theo. Thế mà Nvidia lại tuyên bố là sẽ tăng 10% giá VGA cho quý 1 năm 2018. Thế có đau không chứ này? Với cái lý do rất cơ bản thôi, đó là không đáp ứng đủ GPU cho thị trường toàn thế giới. Hay nhở, GPU chứ có phải chip nhớ quái đâu. Mặc dù đúng là card đồ họa cũng có VRAM thật, nhưng mà chuyện khan hiếm chip nhớ nó không phải là lý do chính khiến cho lượng card đồ họa từ NVIDIA nó không đủ nhu cầu, mà lại đến từ cái biến động thứ tư mà mình sắp kể tới cơ. Nhưng mà nói chung là từ giờ thì giá VGA của NVIDIA sẽ còn tăng. Anh em nào đang định build PC thì cân nhắc luôn đi, vì nếu muốn chuyển hướng sang dùng card AMD thì cũng khó đấy. Đấy mới là vấn đề. Còn vì sao thì chúng ta sẽ đến với biến cố thứ tư. Mặc dù cái độ ảnh hưởng của vị trí thứ tư này khá là lớn, chúng ta bàn tán về nó suốt nhiều tháng gần đây, nhưng thật sự thì trên khía cạnh ảnh hưởng đến cái bát cơm của chúng ta thì cũng không nặng nề lắm, cho nên mình mới để nó xếp thứ tư. Chứ nếu mà đã động chạm đến cái ví của anh em mình thì chắc chắn là mình phải để nó số 1 luôn. Đó là câu chuyện về con trâu và người nông dân. Năm 2017 vừa qua thì chúng ta đã chứng kiến sự bùng nổ của Bitcoin, kéo theo đó là sự tăng trưởng không có điểm dừng của hàng loạt đồng tiền ảo khác nữa. Từ đó sinh ra một thế hệ nông dân đi làm kinh tế mới vô cùng đông đảo. Những người nông dân này cũng không quản nắng mưa bão tố, ngày ngày chăm chỉ đi gom cạc đồ họa về làm trâu cày. Vâng, lại là chuyện về mấy con cạc. Cạc này để cái coi, cho nên mình tạm gọi nó là coi cạc. Mà tính đơn giản thế này, một bác nông dân sở hữu tầm 3 dàn trâu cày, mỗi dàn cắm khoảng 6 coi cạc.
thì vị chi là mỗi ông nông dân sẽ nuôi khoảng 18 con cạc là ít. Thực tế này đã dẫn đến hiện tượng toàn bộ thị trường từ Bắc vào Nam trong khoảng tháng 6, tháng 7 vừa qua không đào đâu ra VBA để mà bán cho game thủ. Đã có không ít trường hợp khách hàng đến BPC Gaming xong kỹ thuật viên phải kiểu: "Thôi thôi anh ơi, em cắn rơm cắn cỏ em lại anh cầm tạm cái thùng máy này về anh đánh đế chế trên HD Graphics hộ em mấy hôm, bao giờ có cạc về để em báo anh luôn." Đấy, kiểu như thế. Vào cái thời điểm đó thì nhu cầu về VBA tăng tới 500%. Thì biết là mấy cái hợp tác xã cày coi hoạt động mạnh như thế nào rồi đúng không? Mà như anh em đều biết đấy, trừ cái khoản nóng như cái màu logo của AMD ra thì cạc đồ họa của AMD luôn luôn được các nông dân tin dùng vì nó mang lại hiệu suất ok hơn trong một mức giá rẻ hơn nếu so với cạc của NVIDIA. Thế là nông dân săn hết sạch cạc AMD trước. Khi mà thị trường đã cạn sạch cạc AMD thì mới quay dần sang NVIDIA. Mà anh em game thủ thì toàn hiền lành chất phác, đâu hung hãn như mấy ông nông dân, cho nên là đành nhường bánh cho vậy. Và thế là đến cả VGA của NVIDIA cũng hiếm hàng luôn, vì cả game thủ lẫn nông dân đều săn lùng cơ mà. Và thế là AMD nó không đáp ứng đủ hàng cho toàn thế giới, thế là đấy, tăng giá 10%. Đến với tin quan trọng thứ 5, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của fan đội đỏ. Nghe ly kỳ không? À mà không phải fan MU nhé. Năm 2017 vừa qua thì AMD đã làm một cái pha trở lại để đời sau quá nhiều năm dòng dã để mất vị thế trước đội xanh bằng việc ra mắt thế hệ CPU AM4 và TR4. Fan AMD được fan nghẹn ngào cảm xúc khi mà bây giờ có thể ra đường cười thẳng vào mặt mấy thằng fan Intel khi mà ở phân khúc game và đồ họa. CPU Ryzen 7 1700 đập chết tươi i7 7700 Kaby Lake mới nhất lúc đó, 8 lõi 16 luồng các thứ. Rồi thì Ryzen 5 1600 hiệu năng cũng có thể nói là ngang ngửa với Core i7 7700, trong khi giá thì cũng cứ như là i5 đấy. Nhưng mà niềm vui thì thường nó ngắn chẳng đầy gang đâu. Dù sao thì nhờ có sự trỗi dậy này mà thị phần bé nhỏ của vi xử lý AMD tại Việt Nam cũng tăng từ 3% lên 15%. Cứ cái đà này thì chỉ cần vài năm nữa thôi chúng ta lại thấy cái thế cân bằng giữa đội xanh và đội đỏ nếu như AMD tiếp tục giữ vững cái phong độ này. Vâng, đứng trước sự trỗi dậy của AMD, chúa tể Intel đã thật sự cay cú và tự phá kỷ lục của chính mình trong biến cố thứ 6 này. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử Intel cho ra mắt tổng cộng tới 4 thế hệ CPU chỉ trong vòng 1 năm. Hồi đầu năm thì Intel đã ra mắt thế hệ thứ 7 Kaby Lake, sau đó thì lại là Skylake SP Xeon Scalable Platform, thiết kế nâng cấp từ Core thế hệ thứ 6. Tiếp đến là dòng sản phẩm CPU X-Series trên mặt trận Workstation và đồ họa với con quái vật Core i9-18x36 luồng. Và gần cuối năm thì là Kaby Lake Refresh dành cho laptop, tức là thế hệ thứ 8, rồi thì cả Coffee Lake nữa. Mà rắc rối ở chỗ là riêng thế hệ thứ 8 của Intel đã có tới 3 kiến trúc khác nhau. Đó là các bộ vi xử lý với kiến trúc Kaby Lake Refresh này và Coffee Lake được sản xuất trên tiến trình 14 nanomet đã được tinh chỉnh, và cả kiến trúc Cannon Lake dựa trên tiến trình 10 nanomet mới nhất nữa. Mặc dù hiện tại thì Cannon Lake vẫn còn đang mập mờ, nhưng mà việc Intel tuyên bố hàng loạt đầu CPU trong 1 năm tới 4 thế hệ như vậy đã không phải là chuyện thường gặp. Điều này rõ ràng là đòn đáp trả của Intel với AMD. Chưa hết thì có vẻ như là để dằn mặt đối thủ thêm nữa thì Intel cũng đã nhá hàng bằng một số thông tin hé lộ về thế hệ vi xử lý thứ 9 của mình với tên mã là Ice Lake nữa. Đến với biến cố công nghệ thứ 7, như chúng ta đều biết thì ngoài mặt Apple với Samsung lúc nào cũng đưa nhau đi kiện lên kiện xuống năm này sang năm khác, nhưng mà sau lưng thì Samsung vẫn là nhà cung cấp tấm nền màn hình lớn nhất của Apple suốt một thời gian dài. Kiểu tay trái thì bắt nhau thắm thiết, còn tay phải thì đấm nhau túi bụi ấy. Intel với AMD thì cũng kiểu như thế, trên mặt trận sản phẩm chủ lực thì đang sút nhau tung tóe, nhưng mà trong năm qua chúng ta lại không chỉ được chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa hai nhà sản xuất này, mà còn lần đầu tiên trong lịch sử thấy đội xanh bắt tay đội đỏ để cùng hợp tác làm ra chip Core i mới, tích hợp cả GPU Radeon vào chung một cầu nối để mang sức mạnh đồ họa mạnh mẽ, thứ mà tưởng như chỉ VGA rời mới có được. Về mặt kỹ thuật thì họ sẽ sử dụng thế mạnh HBM2 cũng như là tích hợp CPU Core i nổi tiếng và GPU Radeon vào chung một pack, chung một cầu, tiết kiệm tối đa diện tích socket so với GDDR5 thông thường, vốn tốn quá nhiều chỗ. Đây chắc chắn sẽ mở ra một đột phá mới dành cho những chiếc laptop gaming mỏng nhẹ mà vẫn có được hiệu năng khủng khiếp, thậm chí là cả giải trí thực tế ảo VR nữa. Nhân tiện đang nói đến laptop gaming mỏng nhẹ thì chúng ta sẽ đến với sự kiện thứ 8. Có vẻ siêu mỏng và được chắp thêm cánh sẽ là xu hướng của laptop gaming trong tương lai, khi mà có nhiều nhà sản xuất đang tập trung nguồn lực phát triển cho trào lưu này. Nếu Intel thì chịu tay trong tay với AMD để làm CPU gắn liền GPU, thì NVIDIA lại có một quân bài của riêng mình. Đó là kiến trúc GeForce GTX Mark-Q. Đây còn gọi là kiến trúc là Mark-Q Design gì đó, được đội xanh lá ra mắt hồi Computex 2017. Với thiết kế mới này thì laptop sử dụng GPU từ NVIDIA sẽ có được hiệu năng gaming trên laptop cao cấp, mạnh mẽ, nhưng độ ồn thì cực kỳ thấp, chỉ dưới 40dB mà thôi. Cùng thân hình siêu mỏng và khối lượng siêu nhẹ, nhẹ như được chắp thêm cánh nên anh em có thể coi như là siêu mỏng cánh đấy ha. Trong năm qua thì chúng ta cũng được chứng kiến sự ấn tượng với độ mỏng khủng khiếp của những cái tên như là Asus Zephyrus này, Clevo P950 hay là MSI GS63. Tất cả đều sử dụng GPU NVIDIA 1070 hoặc 1080 cùng cấu hình siêu khủng, tuy nhiên đều chỉ mang độ mỏng và cân nặng ngang với những chiếc Ultrabook.
Nói chung là trong năm 2017 thì Mach-Q Design chưa thể hiện gì nhiều, nhưng nó hứa hẹn sẽ thay đổi, hay như nói theo kiểu Apple là tái định nghĩa khái niệm gaming laptop là cứ phải to dày nặng, kiểu thế. Sự kiện ấn tượng thứ 9 chúng ta cũng không thể bỏ qua, đó là bước tiến tiếp theo của Nvidia khi họ cho ra mắt sớm GPU Volta đầu tiên, Titan 5. 555 mã chữ V nhá. Cái này chắc là mấy bác nông dân chăn coi cạc chắc chắn là sẽ thích, vì Titan 5 với kiến trúc Volta sẽ không chỉ mạnh mà lại còn thông minh nữa cơ. Đấy. Châu vừa biết cày coi lại còn vừa biết làm thơ nữa thì còn gì bằng, đúng không? Bởi vì với GPU Titan V thì Nvidia sẽ hướng trọng tâm dành cho AI, tức là trí thông minh nhân tạo và kỹ thuật Deep Learning. Kiến trúc Volta cùng công nghệ Tensor Core mới nhất hứa hẹn sẽ mang lại hiệu năng nghiên cứu học sâu vô cùng đột phá và triển vọng cho các nhà nghiên cứu trí thông minh nhân tạo, mang tới tiềm năng là GPU sẽ được phát huy cao nhất có thể khi mà giờ đây nó không còn bị giới hạn trong lĩnh vực đồ họa hay là gaming quen thuộc nữa, à cả làm quay cạc nữa. Và sự kiện cuối cùng mà theo mình là đáng chú ý nhất năm qua, đó là Qualcomm cũng đã bắt đầu dấn tấm thân mong manh của họ vào thị trường PC và máy tính cá nhân đầy thị phi và rồng tố. Bằng chứng là họ đã cho ra mắt nền tảng Always Connected PC với trọng tâm là con chip Snapdragon 835 với thời lượng pin lâu, kết hợp với Windows 10 cùng kết nối 4G LTE thế mạnh của Qualcomm nhằm mang lại những thiết bị máy tính cá nhân có khả năng kết nối liên tục không bị gián đoạn. Nói chung là cũng có tí hứa hẹn khi mà thêm tí màu mè cho làng PC trong tương lai, cũng như là cả điện toán di động nữa. Nhưng mà nói thật là mình cũng hơi ái ngại một chút. Mấy ông chuyên làm CPU còn đang đánh nhau túi bụi thế kia thì không biết là mấy cái thiết bị chạy Windows lại còn dùng chip ARM thì chẳng biết là sẽ đi về đâu đây. Và đó là 10 sự kiện theo mình là căng nhất 2017 vừa qua. Còn theo các bạn thì sao? Mình có bỏ lỡ biến nào không? Các bạn có thể chia sẻ vào phần bình luận bên dưới video này để anh em cùng học nhé. Còn nếu thấy video này xàm xí thì có thể bấm. Nhưng mà nếu đã thấy hay thì ngại gì mà không like, và cũng như là đăng ký ngay TNC channel để cùng bước sang năm 2018 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.